xin kính chào quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mỗi sáng thứ bảy trên VNA TV 57.3 và hello anh Tuấn Dũng. Hi, chào Thanh Hương và quý vị của đài 57.3. Và vâng, thưa quý vị, một người ngồi chính giữa với một cái ghế trắng, mái tóc rất là đẹp từ một cái công ty có một cái tên rất là lạ, hơi Nhật Bản một tí, đó là chị Thu Hương, distributor của công ty Kayani. Hello chị Thu Hương. Chào chị Thanh Hương và chào anh Dũng và chào quý vị khán giả. Hôm nay trong chương trình Ngoài Phố lại có Thu Hương rồi lại có Thanh Hương. Tức là hai người đều là TH. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chị Thu Hương sẽ đến để nói về một cái sản phẩm nghe nói là rất là tốt cho cơ thể của chúng ta và nó rất là lạ và nó có lâu, thật là lâu rồi phải không chị? Dạ vâng, hãng này được sản xuất ngay tại Mỹ và được đã được quá trình là 7 năm. Và dựa theo cái tên Kayani thì rất là lạ nhưng mà cũng rất là hay là nó có một cái truyền thuyết. Cái tên đó là của một thổ dân người của Alaska. Cái người thổ dân đó thì cái tên nó đặc biệt lắm, nó nghĩa là strong medicine. Tiếng Việt mình thì nói như là thuốc rất là tốt. Vì thuốc mạnh á chị. Dạ đúng rồi, thuốc mạnh nó strong á. Tại vì nơi một cái môi trường khắc nghiệt mà người ta sinh sống một cách rất là khỏe mạnh là nhờ dùng những cái chất phẩm mà ngày hôm nay Hương sẽ giới thiệu tới cho chị. Vâng, ngày trước khi mà mời chị Thu Hương lên đài thì Thanh Hương có search on website google.com đó, bây giờ cái gì cũng gọi được hết. Rồi chị. Thì mình không biết cái tên Kayani là cái gì, tại vì nghe nó giống như Nhật mà cũng không phải là Nhật. Thì Thanh Hương cũng vào trong Google search thì họ nói Kayani ở bên một cái nước, một cái bộ lạc ở bên Alaska. Và ở bên đó thì người ta không hiểu, không bao giờ người ta nghe đến cái từ gọi là tai biến mạch máu, tức là stroke, hay là mỡ cao mỡ máu, hay là bị một cái disease gì hết. Bị đường hay là đường họ, cao. Họ kiểu như là không có bao giờ có trên cái bộ lạc đó hết. Thế nên tại sao vậy? Thì thật ra là những cái người trong cái bộ lạc đó đã dùng những cái chất thiên nhiên như là cái white berry, rồi cá salmon phải không chị? Dạ đúng chị, cái đó là gọi là sim tím. Sim tím là blueberry á, của Alaska. Là sim tím. Dạ, sim tím blueberry ở Alaska. Mà nó đặc biệt như thế này, cái blueberry Alaska là vì cái môi trường sinh sống của nó đó thì nó rất là sạch. Nó không có chất như là chất thuốc tẩy, thuốc sát trùng hay là có mình bây giờ nó gọi là GMF, nghĩa là nó thay đổi theo cái gen, biến động gen thì nó không có vấn đề đó. Thì khi mà mình lấy cái chất sim, cái quả sim tím này nè, mình cắt ra cái blueberry này đó thì nó đặc và nó cái màu nó tím đến nỗi mà nó khi mà nó rớt vào cái áo của mình á nó không bay ra được. Thì nó đặc mà nó có phần gấp đó hơn được đâu 10 lần, gấp 10 lần cái tác dụng của nó trên trong cơ thể của mình. Thì tức là cái blueberry ở Alaska nó tím hơn và nó đặc hơn là những cái blueberry mình thấy ngoài chợ Albertsons. Dạ vâng đúng rồi. Nếu biết anh Tuấn Dũng có câu hỏi gì cho chị Tuấn Dũng thì cũng chưa biết cái này coi như là mới, cũng chưa có nghe tới bao giờ cả. Mà hôm nay chị tới thì cũng ngồi để nghe coi có gì lạ không. Nhưng thì Tuấn Dũng mới nhìn sơ vô trong cái đằng sau đó thì Tuấn Dũng thấy rất là nhiều vitamin ở trong đó. Dạ vâng. Đó thì Tuấn Dũng nghĩ là nếu mà có vitamin thì là nó một loại, nghĩa là mình uống vitamin là vì cơ thể chúng ta khi mà lớn rồi đó chị. Với Thanh Hương với quý vị là những cái mình cần những cái vitamin để nó enhance cái health của mình. Thì trong đây có rất là nhiều vitamin. Nói theo vitamin thì đây không có phải như những cái vitamin khác thì người ta dùng như ta bào chế trong mấy phòng lab. Ở đây là dùng qua cây cỏ. Hoa quả như là trong cái chai tím này thì nó có chất nước. Thì cái chất nước này nó dùng theo 17 vị. Cái 17 đó nó có là sâm nhá, sâm hoa kỳ, hạt lựu, cây kêu là cây cải xoăn, nó gọi là kale, broccoli, cái sim của chili và sim của bên Amazon. Tức là tất cả những cái gì bổ nhất trên toàn quốc đều được sưu tầm và đem về để mà hòa chế cho chúng ta dùng uống hàng ngày. Như anh Dũng nói, qua quá trình lão hóa thì đương nhiên khi mình lão hóa đó, với vậy lại cách ăn uống của mình thì những khi mình ăn uống chưa chắc gì mình đã đạt được đúng cái nhu cầu dinh dưỡng một hàng ngày. Thành ra mình phải bổ túc thêm. Tuấn Dũng nhất lời chị đó, có nhiều khi mình ăn cái loại trái cây mình lại không thích
Nhưng được khi ta bỏ vào trong đây rồi thì cái vị nó không còn nữa. Dạ, thì đúng do rồi. Do đó mình uống nó dễ hơn là mình ăn một loại không thôi. Dạ, mình thì đó Tuấn Dũng thấy là kinh nghiệm của Tuấn Dũng là có nhiều khi mình nói là ăn cucumber đó, mình đâu có ăn thể nào mà ăn mười mấy trái một lúc được. Nhưng điều bỏ vô xay mình có thể bỏ 5 trái cucumber. Dạ, rồi mình bỏ nhiều thứ vô đó thì mình uống mình không còn cái mùi cucumber nữa. Mà anh biết không, cái này mỗi ngày uống có một tí xíu thôi. Uống giống như là một cái chum rượu nhỏ vậy thôi. Khoảng là bao nhiêu ounce, chị một nửa ounce không? Không, cái này có chừng 4 muỗng cà phê. 4 muỗng cà phê thôi, trong một ngày thôi. Trong một ngày thôi. Chỉ cần đó thôi thì mình có tất cả những cái chất dinh dưỡng ở trong. Dinh dưỡng cả trong dinh dưỡng cơ không nói gì mình. Nhưng mà nó làm cho mình cái đề kháng cao là một nhé. Hai nữa là chị vô cùng có nhiều, nó nâng cao cái sức lực của mình. Cái năng lực của mình, nhất là những người lớn tuổi. Thứ hai nữa, đối với anh Dũng có thể là anh thích hơn một tí xíu là nó có tác động là cường dương đấy nhé. Tức là cái này là chị nói sơ sơ là chị nói như vậy là cái này cũng giống như là người ta đúng omega 3 hoặc là COQ10. Dạ. Trong cái omega 3 á. Dạ, trong omega 3 thì phải nói đến cái chai mà có cái chai mà bên tay trái, nếu mà đối với quý vị thì bên tay phải. Thì nhìn như vậy đó thì nó là 100% tới 95% quả noni là cái thuốc nhầu. Quý vị đã từng biết thuốc nhầu, nhưng mà thuốc nhầu những cái sản phẩm khác á, thì có chừng 25%, 30% rồi hòa chế với nước. Ở đây đặc biệt là 95% và còn cộng tới CQ10, zinc, magnesium và chromium để vừa tăng cường năng lực, hai nữa bộ óc và giúp trí nhớ của mình. Thì Tuấn Dũng cũng biết là cái COQ10 nó được biết là coi như là nó giúp cho tim của mình, cái muscle tim của mình. Đúng rồi. Mình sẽ prevent những cái bệnh mà giống như là stroke hoặc là làm cho tim mình, cái muscle nó work very good. Thì nhiều người uống cái COQ10. Dạ. Thì anh biết không, trong cái chất này nó gọi là Nitro FX này, nó có tác dụng là gì? Nó kêu là vasodilator, nghĩa là gì? Nó nở những cái mạch máu trong cơ thể của mình thành cái động mạch của mình, để cho nó tuần cái tuần hoàn của máu đó, cái lưu thông của máu đó, nhờ để mà trợ giúp cho cái nước juice Khayani uống vào thì nó ngấm hết vào trong các tế bào của mình, khắp cả cần cơ thể. Tức là nó làm sạch những cái mỡ ở trong những cái đường máu của mình để nó thông cho cái máu mình nó đi. Dạ, không có bị ngạt. Tức là mình ăn nhiều bún bò Huế đó. Mỡ nó đóng ở trong những cái mạch máu mình đó, thì quý vị nên nhớ là cứ càng ngày là mạch máu mình nó càng nhỏ đi. Thì do đó mình bị stroke và bị heart attack. Đúng, bị thu hẹp lại. Dạ, uống cái này đó thì nó có thể nó làm cho cái mạch máu mình không có bị động những cái chất mỡ ở trong đó. Thì là đây là một cái sản phẩm mà Tuấn Dũng mới đọc sơ sơ rồi thấy cũng rất là nhưng ngon. Mà chị Thu Hương với anh Tuấn Dũng biết là Thanh Hương thích cái gì không nè? Ngày xưa là mình thuốc bổ này A, B, C, D mình phải xếp nó ra để trong 7 cái. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần uống có 4 muỗng cà phê, muỗng teaspoon thôi hả chị? Dạ, không tablespoon chị. Tablespoon thôi là chúng ta xong, không cần phải ngồi để A, B, C, D hoặc là one vitamin a day xong rồi omega 3 rồi tùm lum hết phải không chị? Không chị, nếu mà nói như vậy thì để Hương chị đến chính một tí xíu. Đây nó có 3 vị điểm trên bàn như thế này, thì cái hãng này họ để ra như thế này là nó gọi là tam giác của sức khỏe. Nghĩa là sao buổi sáng ấy, Khayani cái chai tím đó, nó gọi là sunrise là hừng đông. Hừng đông thì mình uống 4 muỗng. Xong cái sunset là cái chai á mà bên tay phải của Thu Hương đó, thì cái chai đó nó có omega là lấy từ cái dầu cá hồi mà wild của Alaska. Tức nghĩa là dại, không có phải nuôi trong hồ, không có hóa chất gì hết. Đó, cộng với lại gì chị biết không, đặc biệt chưa bao giờ trên cái sản phẩm nào mà có hết là nó cộng cái carberitin trong vào trong cái omega 3 đó, và còn thêm cả vitamin D. Nghĩa là sao, khi mình uống chất đó vào tối mình đi ngủ thì mình không có phải lo là mình thiếu cái xương, tại vì nó giúp cho thu nhập cái calcium vào trong trong cơ thể sáng của mình. Không có đỡ đau không nhức xương hả? Coi như mình bị giống như mình như vậy. Nếu như vậy là này có chị bệnh phong thấp là gout. Dạ có chị anh, cực kỳ tại vì để nêu qua như thế này, mẹ Hương á là 77 tuổi rồi và cụ bị gout rất là nặng. Gout mà sưng tay đến nỗi mà anh biết cái tay nó khuỵu lại mà không cong ra được. Thì cụ đau đớn lắm. Mà uống thuốc nhiều quá thì nó đưa tới thằng chị có thể hư gan. Thành ra cho nên mình nói chứ mình về mình năn nỉ mẹ dáng uống thì biết rồi, bụi nhà không thiêng chị biết không. Thành ra bà cụ ép lắm, uống được 3 ngày, tới ngày thứ 3 cụ thức dậy cụ bảo chứ, ồ tối qua mẹ ngủ được 8 tiếng. Sau 4 tuần lễ tất cả những khớp xương trong người đều gọi là êm dịu và là giảm sưng hết. Cụ đi lại bình thường, cụ rất thích. Và cụ mới mới vừa đây mới mới bị té một tí xíu mà
không bị gì hết. Tại vì cụ nói chứ bây giờ cụ rất tin cái thuốc này. Mẹ chị uống cái nước này được bao lâu rồi? Uống cả chừng bây giờ là 6 tuần đó chị. Dạ. Dạ. Thì cái vị của nó sao chị? Nó ngọt, nó chua hay sao? Tại vì ngày xưa Thanh Hương nhớ có một cái sản phẩm nó giống như vậy, uống rất là giống như là mình uống cỏ vậy đó. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Tí nữa đây chị Thu Hương sẽ giải thích cho chúng ta coi cái mùi vị của cái chất Cayani làm sao, và bình minh chúng ta sẽ uống cái gì, rồi tối ngủ chúng ta uống loại nào để chúng ta có thể có một cơ thể mạnh và sức khỏe dồi dào hơn. Thì xin quý vị đừng rời chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Trong phần 2, chị Thu Hương sẽ cho chúng ta biết làm sao, cái mùi vị làm sao và làm sao uống để cho chúng ta có sức khỏe lâu dài hơn. Xin cảm ơn quý vị và xin quý vị đừng rời chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau những thông tin bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.